Hôm nay mình tiếp tục đồng hành với anh Phúc Anh với anh Hải nha. Nên ra đây mình cưa cái cây còng này cho ông bác. Quay cái còng chơi. Anh Úc anh vẫn xài cái Atin 250 nha. Ồ, cái còng này quá trời khá quá rộng nha. Này ông bác ông mồi gốc không lấy đế luôn nha. Hổ tàng nó cực kỳ khủng luôn mà. Ờ lỗ rồi khi nó nhăn mấy con quá trời. Có không cho ăn cơm. Trời hỏi tiền mà bảo trời ơi tiền nó. Cái còng cho ăn cơm. Thấy đạo không? Thấy đạo chưa? Đó, thấy đó. Đã khó lắm nhiều. Biết rồi. Chân bạc. Hút thuốc coi đi. Trời ơi, trời ơi, đại tài ta. Nói gì nữa. Ông chú hai, ông con làm ơn dẹp mấy cái đen giùm con đi, kiếm người dây này ra con cái được rồi. Khỏi than, dắt ra tới đây là. Rồi ông gom mấy cái đen nó ra làm con để gãy. Lấy cái xô vô đi ông Hai. Oh.
Giặt ngoài trước đi. Giặt ngoài ruộng trước hết đi. Giặt ngoài đó trước đi cho nó gọn đi. Lên quá trời nắng luôn. Bùng như tàn dù. Quá cháy rồi. Yeah.
Cho qua cái ơi. Chạy nước sơn đó. Đứng ở đây là chạy nước sơn giò. Lại lấy dây coi ông tốt cái gì. Đâu có tốt bên kia ơi. Đứng gì hả? Lấy dây dây coi dây đúng cửa mà. Trời à, làm cái chân bàn ha. Chỗ dứt phát không dứt đâu. Mấy cái dứt phát không dứt để dính dính vô Oh,
xuống đi gọt lại. Tôi không biết cắt này sao luôn. Xuống đi gọt lại. Bữa cũng có nổi đâu bữa. Cái này bỏ đi. Quá trời quá đất. Cỡ 3 thước á, hoành bự. Này làm lật lên. Đặt cái này dưới, đặt cái kia lên, làm cái bàn nữa. Nè. Nè. Ủa kịch hả? Ông kêu ngã đây thì dịp đây đi. Rồi. Xong. Quá hay. Cái gì nó chữ này. Rồi. Xin chèo đi. Cắt củi anh em ơi. Cắt củi rồi mới được nhà hạ gốc. Oh,
lên đó. Chưa nhúc nhích đó. Kìa, sao nó không nhúc nhích nè? Sụp mà nhưng mà còn đây nè. Hết thế được rồi. Rồi còn dính gì không? Dính đâu ơi. Thay dép vòng chưa? Qua đó ngã đó. Xuống đó. Lấy trắng đi. Hết biết cái đế này đẹp mấy trời ơi. Quá trời cái đế nó đẹp không hay ơi. Cái đế trên bờ đi rồi có cô em hả? Lấy cho ông gì trên bờ ông dễ lấy hơn xuống dưới này. Ông
thấy cái nó chổi lên trơn à. Nữa ông đẩy xuống rồi rồi đó. Thấy không? Quá trời đẹp luôn không nghe u. Nó vừa bụng chơi sư phụ. Hả? Đòi sao nữa? Mấy thằng kia nó về. Mấy kia nó lấy không được. Lấy cái mặt lên hả? Cái này để dưới, còn kia ông đẩy trên. Quá trời đẹp kìa. Lỗi ra từ da. Thấy không? Cây này gì mà già, cây hết sức hết ta. Cái này của bé nữa, nó, lúa này nó múc này nó băng này, nó đem vô trong luôn chứ không để đây tới một năm sau chưa lấy được. Đúng rồi. Có đường nào? Có bọn không ta? Không. Không rồi, cái rễ này rễ nó vậy đâu ha. Tại nó rễ nó ăn đất mà. Trên này lần nè, nó mới đúng luôn đó nè. Quá trời cái này già. Đúng không? Là nó không có bị cái gì. Lắm già cây luôn. Đúng rồi, lấy trên này nè, nhưng mà mấy thằng lái là nó thường xuyên lấy vị chứ không phải lấy lên. À, lái là lấy vị đúng không? Lấy vị đúng rồi đó. Vậy là đẹp lắm rồi. Còn nhiêu này nữa là hết. Hết đắt. Ông về ông ra ông lấy. Quá trời đẹp luôn. Ừ. Khô quá nó. Thấy không? Nó nè, con nó ra không? Chút nào. Gọi cắt tới đâu con cắt luôn nè. Ngang đây hả? Rồi xong hết nha bạn, xin kết thúc cái clip này đây nha. Hẹn gặp lại cái clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Cái này làm trên bàn là cực kỳ đẹp luôn, đủ chi luôn. Rồi mình bye bye các bạn nha.